Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây á là mình sẽ gần với chỗ chợ Sòi Hộp hay là chùa Sắc Tứ á nha anh chị. Thì chủ có gửi cho tụi em bán là 3 lô đất. Trong đó 2 lô là có diện tích bằng nhau, là chiều ngang 5m, chiều dài là 28, full thổ luôn, chủ kêu giá là 850. Còn một lô là diện tích lớn hơn là ngang 10, dài 28, giá là 1,7 tỷ, full thổ luôn. Giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đây thì hiện tại á, từ cái con đường đan 5m này, đường này là xe ô tô 16 chỗ đi được nha. Từ cái con đường này nè, anh chị sẽ quẹo thêm vô một cái con đường đá xanh nữa. Đường đá xanh này là đường xe máy. Đây là cái đường xe máy này nha. Thì từ cái vị trí mà cái đường ô tô 16 chỗ đi được á, mình đi vô tới trong đất mình là khoảng 50m thôi, là nó nằm ở gần gần cây dừa này nè. Đó, thì bây giờ em sẽ đi vô trong đất nha. Ở đây là mình gần với chỗ chợ Sòi Hộp. Thì ngay chỗ chợ Sòi Hộp là sẽ có đầy đủ luôn, như là ủy ban nè, chợ hay là trạm y tế, trường học nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi phòng gym hay là điện máy xanh, bách hóa xanh đồ đó. Nói chung là có đầy đủ luôn. Trung bình mình đi là tầm khoảng 3 phút thôi nha. À, ngay chỗ gần chợ Sòi Hộp là cũng sẽ gần với giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn đó anh chị. Đó, đường này hiện tại là đường đá xanh. Đường này chắc khoảng 1,5m, 2m nha. Đường này hiện tại chỉ là đường xe máy thôi. Còn miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở bên đây nè. Thì đất của mình á, chủ nói hiện tại là có hai đường vô. Một đường thứ nhất là đường công cộng. Đường công cộng là cái đường đá xanh mà em mới vừa nói ở đây nha anh chị. Đường này là đường công cộng. Còn mà cái còn một con đường nữa, nó nằm ở phía bên kia. Đó, ở bên ngay chỗ giáp ranh với nhà hàng xóm á, bên đó thì là đường đi nội bộ. Bên đó là chủ nói là đường ô tô 4 chỗ vô được. Còn ở bên đây hiện tại chỉ là đường xe máy thôi nha. Nhưng mà nó cách đường xe ô tô 16 chỗ là có khoảng 50m thôi. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu á, đây là miếng đất ở bên đây ha. Đất của mình là hiện tại là đang trồng dứa với lại trồng bông su đũa. Thì cái nền thứ nhất á, có diện tích bề ngang là 10m, chiều dài là 28m, trong đó là full thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1,7 tỷ. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để mình thương lượng luôn. Thì cái nền thứ nhất bề ngang 10m á, là mình sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí cái cây trụ này nha. Đây, thì cái trong sổ á, là em thấy bên đây là sẽ thể hiện đường nước. Còn cái mặt tiền ở bên đây của mình á, là sẽ ngay chỗ này là sẽ có một cái đường nước, xong rồi tới một cái đường đá. Nó thì đường đá xanh. Thì đường này là mới mốt là nhà nước cũng sẽ mở rộng ra nha anh chị. Thì lúc đó là xe ô tô cũng đi được luôn. Thì bề ngang 10m là mình sẽ tính từ ngay chỗ cây trụ này nha. Mình sẽ đo dài qua bên đây. Ở đây là khu đông dân cư đó nha anh chị. Gần thành phố Mỹ Tho nữa, gần trại rắn Đồng Tâm luôn. Ở bên đây không có cây cầu qua, cho nên là em sẽ đứng ở bên đây. Cái gì nó kêu dữ vậy? Yeah. Em sẽ đứng ở bên đây, em giới thiệu cho anh chị xem đỡ nha. Thì bề ngang 10m là nó sẽ tới ngay chỗ cái cây trụ này nè. Đó, ngay chỗ này có cây trụ nè anh chị. Nó là bề ngang 10m, chiều dài 28m, là mình sẽ được tính từ ở đây. Mình chạy dài xuống tới giáp cái mấy nhà hàng xóm. Đó, ở phía dưới là nó sẽ có một cái cây trụ ở phía giáp với nhà hàng xóm nè anh chị. Thì bề ngang 10m, chiều dài là 28m nha. Phun thổ luôn, chủ kêu giá là 1,7 tỷ. Đó là nền thứ nhất. Rồi cái nền thứ hai á, là chiều ngang 5m, chiều dài 28m. Thì bề ngang 5m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái cây trụ này. Mình sẽ đo dài qua bên đây. Đó, đo dài qua bên đây là nó sẽ tới cái cây trụ ngay chỗ này. Đó, ngay chỗ cái bụi xả này có cây trụ nè. Thì bề ngang là 5m, chiều dài xuống cũng là 28m luôn. Trong đó là full thổ cư luôn nha. Chủ kêu giá là 850. Đó là nền thứ hai. Rồi tới cái nền thứ ba thì bề ngang cũng là 5m, chiều dài là 28 luôn, full thổ cư luôn nha. Chủ cũng kêu giá là 850 luôn. Thì bề ngang 5m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái cây trụ cọc này. Mình sẽ đo dài qua bên đây. À, ngay chỗ này là nó sẽ có một cây trụ ranh giới nữa nè. Nhưng mà do trồng xả nó bị bích rồi, cho nên là quay ở trong video anh chị sẽ không có thấy được cái cây trụ rõ. Khi mà mình đi xem trực tiếp ở ngoài là mình sẽ xem rõ hơn ha. Đó, còn phía ở bên đây là của hàng xóm. Đây anh chị xem, ở đây là hiện tại là con đường đan này là đường đan khoảng 2m nha. Đường này á, nếu như á, mà nếu đi xe ô tô là xe ô tô 4 chỗ, mà loại cái chiếc xe mà nhỏ nhất á, là có thể vô được.
còn 7 chỗ là không đi được nha. Còn cái khúc đất của mình thì nhà nước chưa có đổ, cho nên là hiện tại chỉ là đi xe máy thôi. À, đất của mình là em thấy là cao ráo nè, nói chung là cao ráo, vuông vức đẹp lắm. Đất là không có mồ mả, nhưng mà ở bên hàng xóm thì có. Đây anh chị xem. Đó, ở bên hàng xóm thì có nè, nhưng mà trong đất thì không có nha. Nói chung là đường này thì cũng là đường thông đó anh chị, nhưng mà em chưa có đi lần nào cho nên là em cũng không biết nó thông ra đâu luôn á. Rồi thì em sẽ đi lên đây nha. Thì nói chung á là đất là em thấy vuông vức bằng phẳng nè nha, nói chung là đất đẹp. À, hiện tại là đang trồng dứa nè, rồi trồng sả với lại trồng bông xua đũa đồ này kia đó. Thì nhìn nó sẽ hơi tùm, nó sẽ không có thấy rõ cái trụ ranh giới. Khi mà anh chị đi xem trực tiếp ở ngoài á, em sẽ dẫn đi, em sẽ chỉ cái trụ ranh giới rõ ràng luôn cho nó dễ nha. Thì em xem nhắc lại ha, ở đây á, là xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. À, ở đây là có 3 miếng đất nền đang bán. À, diện tích á, miếng thứ nhất á, là bề ngang 10m, chiều dài là 28m, trong đó là full thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1,7 tỷ, là cái nền lớn. Còn hai cái nền nhỏ là bề ngang 5m, chiều dài là 28m, full thổ luôn, chủ kêu giá là 850. Thì giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thương lượng luôn nha. À, cái này đất mình là có sẵn thổ cư rồi, cho nên là anh chị về là mình cất nhà mình ở thôi, chứ mình không có cần phải lên thổ cư nữa ha. Này, thì đi kéo qua đây nha. Cho em đi kéo ở đây cả nhà anh. Cái đường nội bộ bên kia hồi nãy em thấy đóng cổng cho nên là em không có đi vô, em đi cái đường công cộng. Vì ở đây á, không có đi, không có chỗ, không có cây cầu để đi qua bên đất. Em sẽ đứng đây em quay sơ cho anh chị xem đỡ nha. Thì chiều dài 28m của mình là mình sẽ được tính từ cái vị trí lúc nãy em đứng ở trên mặt tiền đường á. Mình sẽ chạy dài xuống dưới đây. Đó, là tới giáp cái mí gần gần ở chỗ cái cây đu đủ này nè anh chị. Đó, là 28m nha. Thì ba nền là chiều dài bằng nhau. Đó, bên đây là cũng có hàng xóm. Nói chung là hàng xóm ở đây là xung quanh rất là đông luôn. À, đất thì anh chị xem nè, bằng phẳng cao ráo luôn ha. Hiện tại thì đang trồng dứa. Rồi thì đất có sẵn thổ cư, về anh chị chỉ cần cất nhà là mình ở thôi, chứ mình không còn phải lên thổ cư. Ở đây là đi chợ hay là đi trường học là sát bên luôn, mình đi tầm khoảng 3 phút là tới rồi. Là ngay chỗ đó là cũng là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn á. Còn nếu như mà anh chị muốn vô trong trung tâm của thành phố Mỹ Tho thì cũng tầm khoảng 5 cây số nữa thôi, rất là gần luôn ha. Em sẽ đi ra mở định vị cho anh chị xem nha. Thì chị chủ này á, là chị ở Sài Gòn cho nên là chị gửi cái định vị cho tụi em vô quay. Rồi chị nói là nguyên cái miếng đất này á, là 4 lô đầu tiên là của chị. Thì chị bán 4 lô, nhưng mà thật ra là trong đó là có 1 lô lớn và 2 lô nhỏ, thì coi như là 3 lô nha. Còn phía sau bên kia thì cũng là của người quen của chị. Nếu như mà anh chị nào mà quan tâm á, muốn rủ gia đình mình mua nhiều hơn á, thì chị sẽ nói bạn bán ở bên kia cho mình luôn. Thì lúc đó anh chị đi xem đi, rồi anh chị xem trực tiếp nó sẽ dễ hơn ha. Rồi thì em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Thì trong đất á, là có trụ cọc ranh giới đồ rõ ràng hết rồi, chỉ là chưa có kéo hàng rào B40 thôi. À, thì mình về đây mình ở, lúc đó mình kéo hàng rào sao cũng không sao hết. À, điện nước wifi thì có đầy đủ rồi. À, nhà nước có cắm trụ điện luôn rồi nè. Đó là con. Rồi cái con đường này của mình là cũng nói chung là cũng chuẩn bị mở thôi. Mới mốt mở lớn lên là xe ô tô mình vô được rồi. Đây thì cái mặt tiền bên đường công cộng của mình á, ở đây là hướng Tây Nam nha. Đó, đất của mình là nằm ở hướng Tây Nam nha. Đó, anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đó, vị trí mà em đang đứng nè ha. Thì ở đây anh chị xem, wow, xung quanh là dân cư rất là đông luôn ha. Đó, thì ở đây là mình sẽ sát bên cái chỗ chợ Sồi Hộp, để em sẽ phóng lên cho anh chị xem nha.
Đây, ở đây là vị trí đất của mình ha. Thì anh chị đi ra tới ngay chỗ vị trí này nè. Đó, vị trí này là chỗ nè, anh chị thấy là chùa Sát Tứ nè. Đó, ở đây là có chợ Sòi Hộp nè, ủy ban, rồi trạm y tế, rồi đây kia có đầy đủ luôn. Rồi giáp ranh ở bên đây là thuộc về thành phố Mỹ Tho rồi nè anh chị. Đó, từ đây mà đi ra tới ngay chỗ chùa Sát Tứ này á, chợ Sòi Hộp là có 3 phút thôi. Đây, em sẽ phóng to lên ha. Đó. Đây, từ nhà mình đi ra đây ngay chỗ này. À, nó hơi chá, để em đi lại đây nha. Đây, từ nhà mình đi ra đây là sát bên nè, chợ Sòi Hộp nè, rồi chùa Sát Tứ nè, ủy ban của xã Thạnh Phú rồi nè, đó. Rồi bên đây là ngay chỗ ngã ba Sòi Hộp nè, ở bên đây là thuộc về thành phố Mỹ Tho rồi nè. Trạm y tế xã Phước Thạnh nè, Phước Thạnh là thuộc về thành phố Mỹ Tho rồi nha anh chị. Thì ở đây là anh chị có thể đi cho con mình đi học ở trường tiểu học Thạnh Phú nè, hay là trường trung học cơ sở Thạnh Phú. Còn không thì mình sẽ học ở bên Phước Thạnh thì là cũng có đầy đủ luôn. Trường mầm non, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn nè. Rồi ủy ban, rồi phòng gym, siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động đồ đó. Nói chung là có đầy đủ luôn. Từ đây mà mình đi ra đó là tầm khoảng 3 phút thôi ha. Còn ở đây là mình cũng gần với chỗ trại rắn Đồng Tâm đó anh chị. Thì để em sẽ... Từ đây mà mình đi ra tới trại rắn Đồng Tâm thì cũng tầm khoảng 3 phút nữa thôi. Em sẽ mở cho anh chị xem thử nha. À, ở đây nó đi dòm anh chị ơi. Từ đây á, mà mình đi ra tới trại rắn Đồng Tâm là cũng tầm khoảng 3 phút nữa thôi. Rồi ở đây là mình cũng gần với chỗ ngã tư Đồng Tâm á, hoặc là bệnh viện Đa Khoa Mới. Đây anh chị xem nè, đất của mình là... Sao nó chá? Đây, đất của mình là nằm ở vị trí này nha. Đó, thì mình đi ra ngoài đây, ngay chỗ này là ngã tư Đồng Tâm nè. Cái hướng này là mình sẽ đi lên cao tốc nè. Ở đây là mình đi về Long Định. Còn ở đây là mình đi về thành phố Mỹ Tho nè. Nó sát bên là bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang nè, hay còn gọi là bệnh viện Chợ Rẫy 2 đó. Đây, thì từ đây mà mình đi ra tới ngay chỗ ngã tư Đồng Tâm này nè, hay là bệnh viện Đa Khoa Mới là khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Em sẽ xem thử nha. Từ ngay chỗ vị trí đất của mình á, mà mình về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho á, là 8 cây số, 8,3 cây số, mình đi xe là 15 phút. Còn mà mình về giáp ranh của thành phố Mỹ Tho ngay chỗ chợ Sòi Hộp á, là có 3 phút thôi, khoảng 1 cây số nha. Thì từ vị trí đất của mình á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 61 cây số, mình đi xe là khoảng 1 tiếng 10 phút thôi ha. Rất là gần luôn. Thì khi mà anh chị đi xe miếng này á, mình vừa xuống hết cao tốc là mình sẽ đi thẳng vô ngay chỗ chợ Sòi Hộp hay là chùa Sát Tứ á, thì em sẽ đón mình ở đó rồi em dẫn đi coi ha. Thì em xin nhắc lại nha, đất của mình á là thuộc về xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Ở đây á là hiện tại là đường xe máy, nhưng mà cách đường xe ô tô 16 chỗ đi được á là khoảng 50 mét thôi. Ở đây là mình sẽ gần với chỗ chợ Sòi Hộp, chùa Sát Tứ nè. Rồi ở đó là sẽ có đầy đủ tiện ích luôn, như là tiệm tạp hóa nè, rồi quầy thuốc tây, bệnh hay là trường học nè, chợ, ủy ban, trạm y tế, phòng gym đồ đó là có đầy đủ luôn. Rồi giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn. Là từ đây ra đó là 3 phút thôi. Còn mà vô trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 15 phút nha. 15 phút là xa đó anh chị. Em đi là tầm khoảng 10 phút thôi. Đó. Thì đất của mình á có 3 nền. À, miếng thứ nhất á có diện tích bề ngang là 10 m, chiều dài là 28 m, full thổ luôn. Chủ kêu giá là 1,7 tỷ. Rồi còn hai miếng còn lại á, bề ngang là 5 m, chiều dài là 28 m, trong đó là cũng full thổ cư luôn, chủ kêu giá là 850. Thì anh chị quan tâm tới nền nào á thì mình đi xem rồi mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng luôn ha. Ở đây là đông dân nha anh chị, đường này thì là đường thông luôn. Chị chủ đất nói là đường này thì nhà nước cũng sắp mở rồi. Khi mà mở ra là có thể là nó sẽ mở rộng hơn cái con đường hiện tại đó luôn á. Lúc đó là xe ô tô của mình sẽ vô tới nha. Đất thì cao ráo, vuông vức, đẹp. Không có màu mã nha, nhưng mà ở bên hàng xóm thì mới có thôi. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, thì mình liên hệ trực tiếp với bên chị Huyền Trang. Rồi tụi em sẽ dẫn đi xem, rồi mình gặp chị chủ đất để mình thương lượng giá cả luôn. Thì giá này á, lúc đầu á, chị có gửi cho em, chị gửi là 870. Em mới hỏi chị là có bớt hay không để em quay cái giá chốt. Thì năn nỉ riết thì chị mới nói là thôi bây giờ chị kêu giá là 850.
Rồi có gì á em nói khách là gặp trực tiếp chị luôn để thương lượng. Thì khách nào mà có duyên á thì chị bớt được bao nhiêu thì chị bớt. Rồi nói chung là anh chị gặp trực tiếp với chị chủ để thương lượng luôn nha. Đó, rồi anh chị nào mà quan tâm thì mình đi xem trực tiếp luôn ha. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Rồi xin chào. Đó, dân cư là em thấy xung quanh là anh chị xem nè, rất là đông luôn. Đó, đi ra đường xe 16 chỗ là sát bên luôn ha. Rồi, bye bye.